Không cần phải chia sẻ cái thầy đâu, chỗ chờ vào cả tầm 300 mét hả, chỗ chờ vào 300 mét. Điểm 2-1 cho Văn Thành Hà Tĩnh. Đánh văn tốt của Phạm Duy. Điểm 2 điều cho Bay Sport. Mọi người có thể vào trang Long Tướng xem cái chuyên nghiệp nha mọi người. Mình là nghiệp dư phụ pháp cho mấy... Điểm 3-2 cho Văn Thành Hà Tĩnh. Đánh bóng không có lưới của Đông. Phương địch trai vậy kêu Phương bịp chơi. Xin chào ông ngồi nha. Cái này không cho xe ngang là sao? Không cho xe ngang là sao? Hả? Được chưa? Rồi đúng không? Điểm mấy rồi ta? Điểm 4-5 cho Bayspot. Có bị khó kêu khó xem sao bị mình ngược hả? Chắc có mấy kia em không cái điện thoại gì muốn xem thẳng á hả? Chắc mấy chị em muốn xem thẳng mà mình bực quay ngang á, kêu mấy quay ngang xem. Tốt, bỏ bóng tốt của Đông. Điểm 6 điều cho Bayspot. Tú MC là có bà con với trường 2K chứ. Đúng rồi, anh em họ. Tay chân luôn, lùi tay, khóc luôn đúng không? Gió phát luôn. Tốt. Văn Thành. Đánh bóng trên chắn của Văn Thành Hà Tĩnh. Này ở trên Bình Phước Bù Nho tính rồi xa lắm. Đánh bóng tốt của Phạm Duy. Điểm 7 điều. Điểm 8-7 cho Bayspot. Hãy
lên bóng trên trắng của Văn Thành Hà Tĩnh, điểm 8 đều. Đánh bóng lọt tay trắng, điểm 98 cho Bay Sport. Điểm 9 điều cho Văn Thành Hà Tĩnh. Văn Thành đánh bóng tốt. Điểm 19. Đội Văn Thành là gồm Huỳnh Ngáo và hai em trẻ của MC Bình Dương và Văn Thành. Đội anh B là Chắc Khô, Thanh Đông, Duy Phạm. Đánh bóng tốt của Thanh Đông. Điểm 90, điểm 10 đều. Điểm 11-10 cho Văn Thành Hà Tĩnh. Đánh bóng tốt của Thanh Đông. Điểm 11 đều. Ngáo bỏ bóng tốt, điểm 12-11. Vi phạm đánh bóng tốt, điểm 12 đều. Vinh Ngáo bắt bóng lỗi, điểm 13-12. Còn lâu Liêm ơi, mới đến chừng 5 mà em. Đánh bóng không có trắng. Điểm 14-12 cho Basketball. Kết thúc set 1, Basketball thắng với tỷ số 15-12.